nè đã bé mù quên chùa nó nói chị nha hơi rồi lúc chị thì cho ta nó này khỏi tôm ban nóng nè nhớ cho nhá nó chị nhá hôn gửi chị nó nó là bé tên đó nhá gửi tuần chùa thì quên chùa nó chị bé tua sai cỡ chị nó bé chị bé sai bé chị ok ok chú chùa thế chú ấy mỏ chú chùa thế nhau số tha chứ chú mỏ nhau số tha thế chú mỏ thì nó chị bé tôi cho bớt tiền mình xài gắn không có chị thì bé giờ tôi bốn giờ nó mình xài các chú lấy mò đó nó xia xia thì nó chị bé tên là các bốn giờ thì bé tôi non giờ này nó chị giờ mình xài gắn không kia thì tụi mình xài nè chị nói chị cam bao thì thành bao nên sẽ cố chi lại tá tỏ là rồi ra nó này nếu tôi để nó tao gì đâu là đi học gì mà我不要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 
chia đã đỡ rừng trở Thank you.
sao kia là vào tuần chùa nó để tôi cứ để tôi tuần chùa là nó chấm bao mày mà chị đang cao đá tuần chùa nó thì nó chơi giờ bao nhiêu tuổi vẫn lấy cơ hay à? Thời đầu thời đa đa nữa của tứ tuổi thì mình xem bao người tuần chùa nữa mà nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chết ta liệu cái chim cho ba liệu cái ăn luôn chú xa thì tiền nữa chẳng dù là chỉ như thế nè tôi bắt đầu được không nè tôi chỉ lái thế nè tôi chỉ lái là thế chị em đừng có gì tôi chỉ lái phải để ra nó nè cháu tủ nó thì tài rồi bé chở tao tuần đó thì bé chở tao tuần đó thì cá nóng rồi nè đúng không đúng không đúng không đúng không bé tủ hay ra thì bé lò giỏ nó nè mỗi khi nó cho mình phải cân rồi nó nè nè, gọi cho mình cho bảy con, chờ khi tôi dò nó thì ở ta nhỉ. Bà làm gì vậy?
giòn giữa tròn thức bên tay nè. Chị nói chị cắn nước miếng gọi là phải chùa trọc tế nữa nè. Anh chỉ lưu được con ha. Chừng chúa nè. Không thấy là tôi mua là gì cả chứ nào. Chẳng có đã nè, ôi chào nó cắn đúng này, chạy, cái nó mẹ ở cho nó ở cho nó cái nó ở đâu tao đổ đi đó rồi thì nó ăn mà ở kia nó đổ nhớ ở không được. Chị Linh đâu nha, bé tuần đâu có từ tuần vừa là bé chẳng ăn vừa bé nọ thế nè. Ở cháu cá nô chỉ muốn gì nữa bé ở bài bé tôi nó có tự tuyển vô là bé chỉ muốn vô ngã ta thế nè. Linh đã nè chị bé bà chị nè mà đi xin gì đua nè.